chúng ta là chợ Phú Hữu năm xưa nè. Ôi, quá trời là bự luôn. Trong này có cái giáo xứ Tân Lập ha các bạn, chợ Tân Lập luôn đó. Và bên trái chúng ta đường này là đường Lê Văn Thịnh đi vào cái bệnh viện quận 2 đó các bạn. Đây là điểm đen kẹt xe với lại chỗ này ngập nước ha các bạn. Phải chúng ta là nhà văn hóa lao động của quận 2, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Kế bên một cái đài tưởng niệm luôn các anh hùng liệt sĩ của vùng xã Bình Trưng năm xưa. Đây ha các bạn, bên phải chúng ta đây là chợ Bình Trưng, nên người dân gọi đây là cái cây cầu Ông Tố và cái chợ gọi là chợ Ông Tố ha các bạn. Đang giải phóng mặt bằng cái đường bên này ha, ra đến ngay ngã ba giao nhau với đường Đồng Văn Cống đây các bạn. Rồi, hello, chào các bạn ha. Như video trước thì chúng ta đã kết thúc video tại cái vòng xoay Phú Hữu. Để hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay con đường Nguyễn Duy Trinh từ vòng xoay Phú Hữu giao nhau với đường Võ Chí Công để đi ra ngay chỗ nút giao thông cầu Trọng Tố, nút giao thông An Phú. Cũng như mình quay cái con đường Nguyễn Thị Định để bọc dòng ha, nguyên cái dòng cung từ Nguyễn Duy Trinh đi về đến ngã tư Mỹ Thủy nha các bạn. Đây là hướng đi về khu công nghệ cao khoảng 2 cây số. Đây khoảng 2 cây số sẽ về nút ngã tư Mỹ Thủy đi về Phà Cát Lái. Hướng này là đi về cầu Phú Mỹ ha các bạn. Đây bên phải chúng ta đây là đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hướng này là từ nút giao thông An Phú, từ đại lộ Mai Chí Thọ, đại lộ Đông Tây đó. Rồi sáng nay chúng ta tiếp tục lại đi lên con đường Nguyễn Duy Trinh để đi trọn vẹn cái con đường Nguyễn Duy Trinh. Trái có cây xăng. Nơi đây vẫn trực thuộc phường Phú Hữu, quận 9, quận 2 ha các bạn. Đây bên trái chúng ta là chợ Phú Hữu năm xưa nè. Phú Hữu bỏ quá lâu rồi không khai thác. Khi xưa đó là một cái chợ quê thôi ha. Nó vẫn còn cây dừa nước với lại đầm lầy. Gọi là khu vùng Bùng Bưng 6 xã mà. Ta đi qua cái cầu có tên là cầu xây dựng, cầu mới sau này, lúc trước nó là cái cầu sắt trải bằng gỗ đi cột. Đây ha các bạn, đây là cái dòng sông Rạch Chiếc hướng chảy ra dòng sông Sài Gòn. Này có quán cao kê vậy. Quá trời là bự luôn, nằm trong cái khu dân cư đó. Đây là những khu dân cư hình thành mới sau này. Ôi, bên phải nhà của ai đây? Ôi, quá trời là bự luôn. Ôi, nhà đại ca kìa. Hai cổng luôn. Quá trời quá đất. Một cái ngôi biệt thự
dân mua bán sàn sát nhau trên con đường Nguyễn Duy Trinh. Lại tiếp tục quán karaoke khá là lớn ha. Quán ăn, quán nhậu, quán nào quán đó bự khủng quán luôn. Đây các bạn, chúng ta đến ngay ngã ba, đây là đường Đỗ Xuân Hợp. Đây khúc đường này là cuối đường Đỗ Xuân Hợp, quẹo phải là chúng ta đi về đường Đỗ Xuân Hợp. Mình quay cho các bạn xem rồi đó, từ đây ra đến ngay chỗ vòng xoay cầu Đỗ Xuân Hợp ra cao tốc Long Thành Dầu Dây là khoảng 600m. Đây ha, đây là cuối đường Đỗ Xuân Hợp các bạn, chạy thẳng hướng đó là về Phước Bình, Phước Long ra đến xa lộ Hà Nội, bây giờ là đường Võ Nguyên Giáp. Còn từ đây ra đến ngay chỗ cao tốc Long Thành Dầu Dây thì nó có khoảng 600m thôi. Đường Nguyễn Duy Trinh, qua đến khúc này là trực thuộc phường Bình Trị Đông. Tất cả các quán cà phê, coffee house, Highland, KFC. Đường này kinh doanh buôn bán rất là sầm uất các bạn. Kinh doanh mua bán rất là được. Mà đến điểm thắt cổ chai ngay chỗ này kẹt xe kinh khủng. Đoạn đường này đến giờ cao điểm mà kẹt xe khỏi nói luôn. Quẹo vô đường Sampa này là sẽ đi vô khu dân cư của cán bộ công nhân viên ngành dầu khí. Đi ra đường Đỗ Xuân Hợp được các bạn. Giáo xứ đây, trong này có cái giáo xứ Tân Lập ha các bạn, chợ Tân Lập luôn đó. Khúc ngay chỗ cái cua đó kẹt xe thường xuyên. Ở đây tiếp tục có cái giáo xứ Mỹ Hòa, khu đất gọi là khu đất thánh ha. Có bạn công giáo nói mình cái khu người công giáo sinh sống gọi là khu đất thánh. Có nghĩa là trong đó là khu giáo dân họ sinh sống rất là nhiều các bạn, hai cái giáo xứ luôn ha. Đó, kinh doanh mua bán hai bên đường. Đây lối vào những khu dân cư mới sau này. Đó, thì phía bên phải này còn là ruộng lúa không. Mười mấy năm về trước chân Sài Gòn đâu có mà nghe đến ra đến khu Phú Hữu, khu Long Trường, Long Thạnh Mỹ nghe là quải rồi. Chỗ gọi kỹ ho cò gái toàn là đất ruộng cầm lầy không à. Như khu quận 7, khu nhà bè năm xưa, khu Bình Chánh, đó gọi là khu vùng ven ha, chính xác gọi là khu nhà quê. Khi xưa người dân Sài Gòn có mấy triệu người, dân nhập cư vào đây làm ăn, sinh sống, mua đất, mua đai,
sinh sôi nảy nở lên, bây giờ dân số trên 10 triệu người. Đây là những tòa nhà cao ốc thịnh vượng. Trước mặt chúng ta đó là những tòa nhà cao ốc, khu dân cư thuộc loại khá đến cao cấp. Cái cửa hàng điện máy xanh nằm ngay góc ba ngã ba ngay đây, khá là lớn, siêu thị Nguyễn Kim nữa nè, quán ăn, tiệm mặt kiến, Jollibee có đầy đủ hết. Và bên trái chúng ta đường này là đường Lê Văn Thịnh đi vào cái bệnh viện quận 2 đó các bạn, bây giờ gọi là bệnh viện Lê Văn Thịnh. Đường đó chúng ta có thể đi ra ngoài ngay chỗ nút ngã ba giao nhau với đường Đồng Văn Cống đó, nhưng mà mình muốn quay cái hết con đường Nguyễn Duy Chinh này rồi đi đường Nguyễn Thị Định, quay cho các bạn xem toàn bộ cái khu vực phường Bình Chưng Đông và Bình Chưng Tây. Chúng ta qua đến Bình Chưng Tây rồi ha các bạn. Khu vùng Bùng Quân 6 xã đây. Lên 2 có 1, 2 và 3 luôn các bạn. Chúng ta đi qua cái 3 với cái 2 rồi còn cái 1 nữa. Cái là cái cơm tống Phước Lộc Thọ, rất nhiều chi nhánh rải rác khắp Sài Gòn. Đây là điểm đen kẹt xe, với lại chỗ này ngập nước ha các bạn. Chỗ này là điểm đen về kẹt ngập nước đây. Phúc Long sẽ dời về đây, tiếp tục có một cái cửa hàng Phúc Long. Bên phải chúng ta là nhà văn hóa lao động của quận 2, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Đây chỗ này kẹt xe với lại ngập nước kinh khủng luôn. Chúng ta tiếp tục đi khám phá hết con đường Nguyễn Duy Chinh và con đường Nguyễn Thị Định, ôm chọn các phường như phường Phú Hữu, một phần phường Phú Hữu, phường Bình Trị Đông, và phường này là phường Bình Trưng Tây. Bên trái chúng ta đó là nhà văn hóa thiếu nhi của quận 2 ha các bạn, kế bên một cái đài tưởng niệm luôn các anh hùng liệt sĩ của vùng xã Bình Trưng năm xưa. Khi xưa là một cái xã các bạn. Đến này đường Nguyễn Duy Chinh gần ra đến đầu đường
Nguyễn Duy Trinh khúc này rất là eo hẹp. Điểm đen kẹt xe ngay đây nữa, rất là nhỏ. Hay cái cột đèn đó có lại có khu nhà dân trong đó đi ra. Đây, chúng ta chuẩn bị đến cái ngôi chợ, chợ Bình Trưng. Đây có một cái cây xăng nữa. Đây điểm đen về kẹt xe các bạn, ngay khúc ngay chợ luôn. Đường bắt đầu xấu rồi. Bên trái là trạm y tế phường Bình Trưng Tây nha các bạn. Số 47 Nguyễn Duy Trinh là chúng ta ra đến đầu đường của đường Nguyễn Duy Trinh. Trên đường Nguyễn Trinh sẽ có ngôi chợ đó rồi, chợ Bình Trưng. Đây ha các bạn, bên phải chúng ta đây là chợ Bình Trưng, hay còn gọi là chợ Dòng Tố, bởi vì nó nằm gần ngay cái cầu Dòng Tố. Đây là đường Nguyễn Thị Định ha. Ta lên cây cầu Dòng Tố quay cho các bạn xem và nói tại sao đây có cái tên gọi là cây cầu Dòng Tố. Đây phía bên đó là chợ ha các bạn, là cây dòng sông Dòng Tố, cầu này là cầu Dòng Tố. Hướng thẳng ra đó khoảng chừng 200m nữa là ra đến cái nút ngã ba rẽ phải, là đi về đường Sông Hành. Mình quay các bạn xem mới đây rồi ha. Và thẳng ra đến là ngã tư nút giao thông An Phú, đi về cao tốc Long Thành Dầu Dây đó các bạn. Chúng ta hoành lại để đi đường Nguyễn Thị Định ha. Quay cho các bạn xem hết nguyên cái khu vực này. Thì tại sao có cái tên cầu Dòng Tố và cái chợ này có tên là chợ Dòng Tố, bây giờ là chợ Bình Trưng ha các bạn. Thì cái vùng đất này năm xưa là cái vùng đất rất là hoang vu. Đó, có một ông có tên là Trương Vĩnh Tố. Ông là người là một vị tướng các bạn, vị tướng của bên Trung Quốc thời nhà Minh ha. Ông chạy giặc qua bên Việt Nam và về cái vùng đất này đào kênh, lập chợ và xây cầu, cho nên người dân gọi đây là cái cây cầu ông Tố và cái chợ gọi là chợ ông Tố ha các bạn. Bắc qua dòng sông Dòng đó là dòng ông Tố. Đây chúng ta đi trên đường Nguyễn Thị Định, hướng này là đi thẳng là chúng ta sẽ đi ra đến ngã ba giao nhau với đường Đồng Văn Cống ha. Đây là phòng cảnh sát giao thông. Ta đang đi trên đường Nguyễn Thị Định, trực thuộc phường Bình Trưng Tây của quận 2 năm xưa, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Đường Nguyễn Duy Trinh và đường
Nguyễn Thị Định này được xem là cái hai con đường chính, cũng như con đường Lê Văn Thịnh nữa. Con đường Lê Văn Thịnh đi ngang cái bệnh viện quận 2, bây giờ gọi là bệnh viện Lê Văn Thịnh, được xem là ba cái tuyến đường chính bao quanh cái khu vực Bình Trưng Tây. Bên phải là trực thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi các bạn. Cái hướng bên phải đó là đi ra đường Đồng Văn Cống, đi ra ủy ban của quận 2 năm xưa, bây giờ là ủy ban thành phố Thủ Đức. Đường Đồng Văn Cống mình quay các bạn xem từ ngã ba Mai Chí Thọ đi vô Phà Cát Lái, khám phá Phà Cát Lái, mình quay cái con đường Đồng Văn Cống đó rồi. Đây đang giải phóng mặt bằng hay gì vậy? Đây đường số 3, những con đường hẻm này là có thể đi băng ngang qua đường bên đường Đồng Văn Cống được ha các bạn. Bên này có giáo xứ. Quẹo vô hẻm đó là có thể đi qua ngay bệnh viện quận 2 được. Đường Đồng Văn Cống cũng như là đường Nguyễn Thị Định này là dành cho những ai sống ở khu vực như quận 12, quận Thủ Đức, Hóc Môn, khu vực quận 10, quận Tân Bình, muốn đi Vũng Tàu các bạn, đi qua Phà Cát Lái đều phải đi qua hai con đường để đi qua Phà Cát Lái. Đường Nguyễn Thị Định và đường Đồng Văn Cống. Đường Đồng Văn Cống là đường dành cho xe container, đường độc địa, còn đường này xe gắn máy đi được nè. Đang giải phóng mặt bằng cái đường bên này ha. Có một cái trạm xăng dầu. Bên này cũng có ngân hàng, một số ngân hàng, còn các công ty tài chính ngân hàng nó đều nằm ở bên đường Nguyễn Duy Trinh. Chúng ta đến ngã ba giao nhau với đường Lê Văn Thịnh, đường Nguyễn Thị Định giao nhau với đường Lê Văn Thịnh. Đây bên tay trái là đường Lê Văn Thịnh đi vô bệnh viện quận 2 năm xưa ha các bạn. Bây giờ là bệnh viện Lê Văn Thịnh. Đường Lê Văn Thịnh được xem là con đường nối giữa đường Nguyễn Duy Trinh với lại đường Nguyễn Thị Định này. Bên phải là một cái trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi. Đường Nguyễn Thị Định này được xem là con đường giao nhau giữa hai phường, phường Thạnh Mỹ Lợi và phường Bình Trị Đông, Bình Trị Tây, Bình Trưng Tây chứ, Bình Trưng Tây. Đến khúc này là trực thuộc phường Cát Lái rồi các bạn.
ngã ba Nguyễn Thị Định giao nhau với đường Lê Văn Thịnh đó là bắt đầu đổi thành phường Cát Lái nha các bạn. Đây, đường Nguyễn Thị Định chúng ta sẽ ra đến ngay ngã ba giao nhau với đường Đồng Văn Cống đây các bạn. Bên trái này trung tâm văn hóa thể thao cộng đồng. Đây ha, trước mặt chúng ta là đường Đồng Văn Cống. Mình quay cái video khám phá cái phà Cát Lái đi đường Đồng Văn Cống ha. Hướng này là chạy ra ngay ủy ban của thành phố Thủ Đức và ra đến đại lộ Đông Tây hay là đường Mai Chí Thọ đó, đại lộ Mai Chí Thọ đó. Hướng này là chạy đến cầu vượt Mỹ Thủy đi vô phà Cát Lái ha các bạn. Rồi, sáng nay mình cũng đã đi quay cho các bạn xem còn toàn tuyến cái con đường Nguyễn Duy Trinh còn lại ha, từ ngay chỗ ngã tư Phú Hữu về đến ngay chỗ cầu Vọng Tố và đi con đường Nguyễn Thị Định này để chạy một vòng cung lại ra đến ngã tư Mỹ Thủy ha. Ngã tư Mỹ Thủy đó chúng ta quẹo trái là đi về đến vòng xoay Phú Hữu lại ha các bạn, khoảng hai cây mấy. Rồi các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.